Dạ con mới xuất gia chỉ gần 3 năm nhưng hiện tại con có hai lựa chọn mà con vân vân không biết làm sao. Mình chờ tí xíu để chỉnh như thế này. Một là con đi nước ngoài học một chương trình tiếng Anh và sau đó sang Miếng Điện học giáo lý và học thiền còn hai là con ở lại Việt Nam và sắp xếp sắp đến sẽ học một khóa Poly chuyên sâu và tìm hiểu về tam tạng sau đó con mới đi học tiếng Anh và sang biến học thiền là một ừ, rồi một đi trước với pháp học pháp hành con kính nhận mong nhận được lời khuyên từ sư đợi ờ, nếu như mà quý vị muốn hỏi cái lời khuyên từ sư thì mình nên có cái vốn đâu rồi mình nên có cái vốn trước nhất đặc biệt là cái vốn bali xin hỏi quý vị ha quý vị học bali á quý vị học ngôn một ngôn ngữ khác thì một quý vị học bali bằng tiếng việt nó dễ hơn hay quý vị học bali bằng tiếng anh nó dễ hơn đó là chưa kể nha quý vị đi qua miếng thì quý vị học Bali bằng tiếng miếng trong khi đó tiếng Anh với tiếng miếng quý vị cũng không có rành bằng tiếng Việt thì theo sư mình nên học Bali bằng tiếng Việt nó tốt hơn bởi vì mình học một ngôn ngữ một ngôn ngữ mới nó đã khó rồi mà mình học một ngôn ngữ mới thông qua một cầu nối là một ngôn ngữ mình chưa có rành nữa nó cái khó nó còn gấp rất là nhiều lần Thành ra nếu như mà ở Việt Nam có cái khóa Pali mà quý vị học được á, thì nên học trước. Bởi vì uh, kiểu gì mà kiểu gì mình cũng học cũng phải đi đi miếng ha. Kiểu gì mình cũng phải đi miếng. À, thì mình có cái sự chuẩn bị trước thì ở đây nó vẫn hơn. Bổ sung một chút mà nó giống như nó hơi lạc đề một chút xíu bị này ông sư hả à. mình là ông sư tôi nghĩ cái đầu tiên mình cần làm đó là trang bị cho mình cái giới luật cái đó là gì sáng mở mắt ra tới chiều nhắm mắt lại đầy tội cho nên mình trang bị giới luật để mình thở không cũng không có tội không thở cũng có tội nói một câu nó kìa nó không có thì mình nói cái câu này giống như ám chỉ nó vậy đó thở cũng có tội mở mắt mở mắt ra đáng vậy đi tới rồi lui có tội nếu là xe di còn đỡ thì kheo tội thật ra mình mình thật ra mình à, đừng có ước lường một cái ở cái quá khứ ở ở cái vị lai tại vì ở đây rất là nhiều vị á cứ hỏi là thật ra là mình cái người hỏi cái câu này nè đa phần á tám hỏi là trong bụng có câu trả lời rồi mà cũng hỏi à rồi người ta đưa ra cái ý kiến á nó không đúng cho cái trong bụng mình cái mình nó không chịu đâu thật ra là cái chính cái người hỏi á đa phần là cái người đã có câu trả lời rồi làm cái này trước hay làm kia trước, mà cho nên mình phải tự vấn lòng mình á là mình cần cái gì trong cái cuộc tu này mình cần cái gì? ví dụ mình học bây giờ một con đi nước ngoài à, học trước tiếng anh, mình học tiếng anh để làm gì cái đó? hay là mình học tiếng anh để mình biết hay là mình làm muốn dịch sách hay là mình muốn làm cái gì? cái, cái tiếng anh này nè mình học để viết tiếng anh này cái tiếng anh này ấy, mình học mình để làm uh, cái mô tơ gì trong cái giáo pháp này và trong cái cuộc tu của mình mình làm dụng sử dụng tiếng anh để làm cái gì? rồi sau đó đi học miếng điện học giáo lý học thiền thì cũng vậy cái giáo lý này mình để làm gì à, giống như bản thân chúng tôi kể đơn cử thôi học giáo lý thì tôi đi thiết pháp khi chính mà khi chính mà mình à, xác nhận rằng à, mình học giáo lý thì mình thiết pháp à, là những cái gì mình học mình đầu tư vô cái thiết pháp cái gì thiết pháp được mới học cũng vậy thôi nó đỡ tốn thời gian còn à, các khóa này phá nọ hay là các lớp à, là họ dạy chung chung họ dạy cho một cái giáo trình nó không cần thiết nó nó dư để mình đi làm những cái chuyện mà mình muốn làm mình phải biết mình làm gì nếu không á mình lang mang mình tốn cuộc đời mình tu mình tốn mấy năm nó về mình nản trên hùng rồi mình hoàn tục luôn à rồi, rồi nhiều khi học rồi rớt nữa rồi đủ thứ cho nên mình phải dấn lòng mình lại là mình mình học cái này để mình làm cái gì chứ không phải học để 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 cho biết ví dụ muốn muốn dịch sách các hiện đại có các quyển sách của những cái vị miếng đề hiện những vị, lan, vị Thái lan người thái lan sách từ tiếng anh mình học để muốn dịch thì mình phải bên cạnh đó mình ví dụ như mình cần cái đó mình lẫn làm cái đó thì bên cạnh đó mình biết tiếng anh ngoài ra mình phải dỗ giáo lý kinh khủng thì bên cạnh đó mình phải học giáo lý thì mình mới dịch được tại vì một người biết tiếng anh mà không gần giáo lý thì dịch sách không có được cũng vậy bên cạnh cái tiếng Anh này mình học để mình làm cái gì và mình phải học phụ những cái khác nữa để mình làm cái đó à, sư đó làm tôi nhớ đến um... tôi thấy ít nhất là hai vị sư một vị là đi cũng đi học đại học đấy rồi cũng học miếng đi miếng đi cho tới bây giờ là mười mấy năm mười mấy năm đi học chỗ này chỗ kia là mười mấy năm mà rốt cuộc á không xài được cái gì Nha. không xài được cái gì hết mình gọi là nhai không nát á. cái gì cũng ôm hết á. ôm nhiều mà nhai không nát thành ra tới tới hồi mà cần xài á cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì xài được hết nó đầu tư một cái nó rõ ràng ừ rồi còn một vị là cũng đi du đi du học nha đi du học ở thái cũng trường ở thái đó ừ. nhưng mà cũng y chang như vậy à, phật tử nói trộm sư này giỏi lắm nhưng mà rốt cuộc là toàn toàn giỏi xã giao không mà. ừ. chứ còn mà cái cái để mà thực học thực tài để mà xài được á không có cho nên à, cho nên là sư có cái lời khuyên nếu như chắc lên lên làm một ông sư rồi thì sư có lời khuyên là phải xác định cho rõ cái hướng đi của mình rồi mình tập trung để mình bồi dưỡng những cái cực thiết của cái hướng đi đó mình chuyên pháp học hay là mình chuyên pháp hành hay là mình chuyên tu để giải thoát mình phải lên cho mình một cái lịch Chứ không phải là cái gió chiều nào mình theo chiều đó. Ai rủ mình đi miếng, mình đi miếng. Ai rủ mình đi Thái, mình đi Thái. Ai rủ mình đi Mỹ, mình đi Mỹ mà đi cho đã rồi đó. Tới hồi gom lại không xài được cái gì. Nha. Cái đó phí thời gian. Bổ sung chút xíu nữa là bây giờ biết cái, nguyên lý của ga đó. Để mà có lửa thì nó phải có ga. Nó phải có đá lửa hay là, là uh, tên điện đó giờ mình xài quẹt đưa bóp cọ không à rồi phải có oxy mới ra lửa đồng thời nó có có một cái lực tác động vô cái cái đánh lửa thì cũng vậy đó cái chuyện mình muốn làm nó phải có nhiều cái nhân cộng lại nó mới ra cái quả cái kết quả ví dụ bây giờ muốn thuyết pháp như sư hành tệ đâu phải như cái, gành giáo lý là thiết đâu nó phải nhiều cái yếu tố nữa ví dụ như cái ngôn ngữ lên nó cà lâm không à đó. rồi nó, đây là cái nguyên lý mà quẹt ga đó nó phải cái hồ ga hết ga quẹt không được nó đá quẹt không được rồi với quẹt ga nằm trời đó không có ai cầm bóp thì nó cũng không cháy lửa mà lên lên mặt trăng bóp cũng không cháy lửa nó không có oxy đem xuống nước bóp cũng không được như vậy khi mà mình muốn làm một cái gì nó cái tiến trình của mình nó phải có nhiều cái phụ ăn sau nữa mà mình mình cứ đầu tư cái chính không dù đi học tiếng anh cho giỏi có bằng này bằng nọ rồi nhưng mà thật chất thì khi mình dịch một cuốn sách á mình không có giáo lý phương pháp mình yếu quá dịch không được những cái từ chuyên môn mình không biết hoặc là cho dù mình giới trường mà cái từ người mình mình dịch ra được rồi nó sắc, nó trật nó không đúng là nó không hết nghĩa cho nên mình làm <cười> <cười> nó hết à, thích giờ đó sẽ thấy từng thấy một vị dịch một cái quyển bát chánh đạo nha mà dịch một cái bản uh, như là cái cái, cái gì cây giải thoát mà đọc muốn chết luôn vậy đó cái kiểu giỏi tiếng anh mà không giỏi giáo lý đấy thành ra là mình phải có cái sự đầu tư cho nó bài bản giáo lý không giỏi tiếng anh nữa. còn cũng linh hồn được tiếng anh rồi giáo lý là không tiếng anh nữa.